Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Toàn xin kính mời quý vị và các bạn cũng như là bà con của bác xa quê cùng với mình Toàn, chúng ta khám phá thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì nổi tiếng về các cái mặt hàng điện tử cũng như là mặt hàng về một số mặt hàng gia dụng, bởi vì là nó sát với biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và lúc nữa thì mình Toàn cũng sẽ giới thiệu đến quý vị bạn cái chợ, chợ Móng Cái thì nó như thế nào mà để cho các cái dân buôn tập trung về chợ Móng Cái để lấy hàng. Hiện giờ thì mình Toàn đang đi trên cái đại lộ Hòa Bình. Đây là đại lộ Hòa Bình quý vị bạn. Đường đào Phú Lộc. Đại lộ Hòa Bình. Móng Cái thì theo cái cảm nhận riêng của cá nhân của mình Toàn thì Móng Cái đợt này rất là ít người, không được sầm uất như cách đây khoảng 3-4 năm đổ về trước. Từ lúc mà bên Trung Quốc họ cấm biên đến giờ thì hàng hóa không biên cũng rất là ít, lượng người ở Móng Cái cũng rất là ít. Không biết là các bạn đang xem video thì có bạn nào ở Móng Cái không? Nếu có bạn nào ở Móng Cái thì xin bình luận ở dưới video này để cho người biết được cái quê hương của các bạn phồn vinh như thế nào. Ở đây thì cũng có các cái tòa nhà cao tầng mọc lên phía bắc, cũng không được nhiều như Hà Nội hay các cái tỉnh như Đà Nẵng, nhưng mà ở Móng Cái như thế này là rất là phát triển. Và đây là chúng ta đang bước vào chợ, chuẩn bị ở ngoài phía chợ. Phía ngoài thì bày bán các cái đồ khô, như rau, các cái bột, hay đồ khô, thực phẩm. Hình như đợt trước mình mua cái gì nhỉ, cái bếp điện là ở đây đúng không nhỉ? Nhưng mà bếp năm kia thì mình Toàn có mua một bếp từ, nhưng mà tại cái quán ở đây, nhưng mà chất lượng cũng thật vị là tiền nào của đấy. Và đây quý vị bạn là cái chợ Tô Ghi ở Móng Cái. Có đi vào trong chợ thì không? Ở đây nhiều đồ điện tử quá. Bây giờ mời các bạn chúng ta hãy vào chợ Tô Ghi để chúng ta khám phá chợ Tô Ghi ở Móng Cái. Các mặt hàng điện tử rất là nhiều, quần áo thế. Hiện giờ là 17 giờ chiều, thành ra là phòng bốt của chợ không được các cái giờ có điểm. Quần áo rất là nhiều các bạn. Hình như là bây giờ là đến giờ nghỉ của chợ, chuẩn bị đến giờ nghỉ của chợ. Và thời gian ở Móng Cái bây giờ là đang là 17 giờ chiều.
việc bạn thấy các đồ điện tử cũng như là chăn ga, gối đệm, các đồ gia dụng. Đây là phố Vườn Trầu các bạn. Đây phố Vườn Trầu. Và trục đường này là trục đường Trần Phú. Đây là cái phố đi bộ. Đây là cái phố đi bộ của buổi tối thì hầu như là người ta sẽ cấm xe máy và sẽ cho những người đi bộ vào. Đây là phố Hoàng Quốc Việt. Đây có rất là nhiều cái túi đẹp, không biết là như thế nào. Túi này đẹp quá nhỉ. Nhiều túi đẹp quá nhỉ. Nhiều túi đẹp nhỉ. Túi như túi này là khoảng bao tiền? 250. Này là 250. Hả? Da này có bền không chị? Có bị tóc không? Cái này 500 này. 500. Còn cái này là 250. Vâng. Cái này đem 200 này. Mở xem bên trong thế nào. Một ngăn này. À bên trong được. Hai ngăn, ba ngăn. Cái này khoảng 150 chị bán không chị? 200 nhá. Không, 150 thì em lấy. Trăm rưỡi em lấy. Không, túi đấy thì lại không đẹp bằng túi này. Túi này đẹp hơn. Cái chéo này đẹp hơn. Đúng không? Không cách hơn đấy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Lấy cái này đi. Em lấy ạ? Ừ, lấy cái gì đấy. Lấy cái này chị ơi. Cái này nè. Cái màu vàng này nè. Màu vàng hay là màu đen? Chú có lấy không? Không. Cái này hơn hay cái này hơn chú? Cái này đấy. Này đó. Rất là nhiều túi đẹp mà hàng rất là rẻ và đa dạng. Wow. Oh. Hay đổi sang cái này đi. Cái này đẹp hơn này. Đúng không? Cái này nhìn phong cách đẹp hơn. Thế nào? Cái loại này đẹp hơn. Cái này. Ờ không, mà cái này.
đẹp. Loại này với loại này thì loại nào hơn? 280 này. Đẹp quá nhỉ. Ờ, em đổi cái này sang cái này được không chị? Thế cái nào lấy chiếc quạt đi để con vâng, ra đó các bạn. Đổi lần lần nhau hết. Lần cái nào lấy chiếc quạt thế nào? Còn em đổi sang cái này đi. Còn tí nữa cần thiết thì em ra mua vali sau chứ không cầm được đâu. Lấy luôn cả hai cái nha, em ra cái đi. Cũng phải mua cái nhỏ nhỏ này trước, tí nữa mua vali nữa mà bây giờ nặng không cầm được. Cầm vào chợ nó khó. Ok, cảm ơn chị. Đồ ở đây rất là đẹp quý vị các bạn. Đây, cái túi này đẹp quá. Đây gọi là chợ gì nhỉ? Chợ Vinh Cơ. Vinh Cơ Móng Cái. Em thích à? Ví tí thích thì ra mua tiếp. Thôi đi xem vòng lại chứ. Tí lấy một. Wow, đồ điện tử nhiều quá. Loa vali kéo tay. Đẹp quá nhỉ. Đây là sửa đồ loa to nhỉ. Đây có bán cả cần câu này, câu cá này, chiếu gối này. Cái kia là chỗ đầu kia là tử hay gì thì đằng nào cũng đi giao để mà lúc đi xuống nhà thìn mà lúc bắt quý vị và các bạn, khi mà chúng ta đi chợ ở Móng Cái thì chúng ta xem các mặt hàng nào chúng ta ưng ý thì là chúng ta mua. Nhưng mua ở đây quý vị và các bạn chúng ta có thể trả giá nhé. Trả giá như quý vị bạn vừa thấy ấy, có những cái order lên 300, 250, 300 nhưng trả xuống khoảng 350. Họ cũng bán được rồi. Bán trả nửa đấy. Mình toàn đang đi vòng phía ngoài của chợ. Ở đây cũng nhiều cái mặt hàng đẹp,
giá cả cũng phải chăng. Nên khi mà chúng ta đến với Móng Cái, chúng ta hãy đến các chợ vùng núi của Móng Cái, chúng ta xem xét trung tâm mua, có thể bổ sung những cái gì mình cần thiết được. Chất lượng thì chưa biết được quý vị bạn. À, đây là chợ quần áo này, trong này rất là nhiều quần áo. Đây có cả sửa giày luôn, sửa chữa quần áo các loại. Đây là đường mà chúng ta đi vòng sau phía chợ rồi. Hiện giờ là 17 giờ 10. Thành ra các ki ốt cũng đóng cửa. Mặt chúng ta là lại đi ra đường Trần Phú. Đường Trần Phú cũng bán rất là nhiều đồ quý vị bạn. Ở Móng Cái có một đặc điểm là bán mụ này, gọi là mụ cối. Kia của bố đội ngày xưa ấy. Nhiều giày dép rất là đẹp. Quý vị và các bạn hay bà con cô bác, nhất là những bà con cô bác xa quê, những ai mà muốn xem về những hình ảnh hay những video về quê hương của mình ở đâu thì xin comment ở dưới, bình luận ở dưới video này, hãy để lại địa chỉ để mình toàn có dịp phục vụ và còn của bác xa quê muốn nhìn những cái hình ảnh về quê hương của mình. Trên đấy là cầu Ca Long rồi. Bây giờ là vòng ngã nữa. Đây Vân Đồn này. Đi thẳng kia là 72 Vân Đồn. Hả? Thế sao bảo về cất cái này? Ừ, về cất cái này. Đây đường Vân Đồn này đấy. Đây 45 Vân Đồn này. Mình nhớ là ở về 2 Vân Đồn. Vâng, và xin nhắc lại quý vị,
và các bạn cũng như là bà con cô bác xa quê. Nếu bà con cô bác xa quê mà chúng ta muốn xem những cái hình ảnh hay những video về quê hương của bà con cô bác ở đâu, nhất đặc biệt là ở Hà Nội, thì cũng rất mong bà con cô bác hãy để lại thông tin ở dưới video này để Minh Toàn như là kênh Việt Nam Travel có thể có cơ hội để phục vụ những hình ảnh, những video về quê hương cũng như là ngôi nhà thân yêu của bà con cô bác xa quê đến quý vị các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để xem video ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.